Sự lắng nghe của tất cả quý vị và một cái sự tình cờ, phải nói tình cờ hết sức, mà tôi xin được phép giới thiệu đến tất cả quý vị một giọng hát, vâng, một thần tượng bolero của cái vùng Vĩnh Cửu. Nhưng anh không phải là người gốc Vĩnh Cửu, mà anh là người gốc của Phan Rang Tháp Chàm. Vâng, chúng tôi muốn nói đến MC ca sĩ Duy Tiên. Vâng, xin một tràng vỗ tay của tất cả quý vị để mà chúng ta nghe một cái bài hát dòng nhạc bolero ngọt ngào của anh Tiên. Vâng, mời em.